Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay mời các bạn xem bản tin những kẻ cướp bóc của Putin đang ăn cắp nhiều hơn những gì chúng có thể mang theo. Đây là hình ảnh quân nhân Nga đang đóng tới hơn 2 tấn hàng cướp bóc được từ Ukraine để gửi bưu điện về quê nhà. Hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh của Belarus tại một trạm bưu điện. Điều rõ ràng là quân đội của Nga dường như đang đánh cắp mọi thứ mà họ có thể có được ở Ukraine. Từng binh sĩ đã kéo hàng trăm kg hàng hóa cướp được qua biên giới Belarus, mang đến bưu điện ở đó để gửi về nhà. Và quả thật, người ta gọi rằng Nga ngố. Đó là tập thể hacker Belarus với dự án Hangzhun đã công bố đoạn camera giám sát kéo dài 3 giờ ghi lại tại bưu điện ở Dekech, ở Malis, miền nam Belarus và dữ liệu vận chuyển của 16 binh sĩ mang hàng hóa chiến tranh về cho gia đình của họ ở Nga. Tổng cộng họ đã vận chuyển hơn 2 tấn hàng. Thực tế là có máu trên chiến lợi phẩm. Máu của các nạn nhân của các vụ thảm sát tại Bucha, Irpin, Vovse. Máu của các nạn nhân trong cuộc chiến của Putin ở Ukraine, nơi đang diễn ra những cuộc chiến khốc liệt. Đây là hình ảnh do vệ tinh ghi lại cho thấy quân Nga đã thảm sát rất nhiều thường dân Ukraine tại Bucha trong thời gian họ chiếm đóng ở đây. Đánh cắp. Hàng hóa bị đánh cắp thường đến Siberia, bao gồm Novosibirsk, Omsk và Lukyansk. Bộ đội ship hàng trăm kg và những tên trộm cho thấy có một mô hình rằng binh lính của Putin dường như đã bổ sung tiền lương thấp của họ bằng các chuyến đi như bọn trộm cướp và lấy đi mọi thứ. Trang trợ giúp Motoko đã liệt kê danh sách các thứ trong dữ liệu lấy được. Đặc biệt, 11 trong số 16 người đàn ông đã gửi gói hàng của họ đến Rostovsk ở vùng sâu nhất tại Siberia. Những gì các gia đình có thể trông đợi đó là ghế, tivi, hàng trăm kg quần áo, rượu, các đồ họa máy tính, dụng cụ và vài thứ tivi. Một người lính khác tên là Yogen đã đánh cắp tới 450 kg gần hàng, tức là gần nửa tấn hàng. Anh ta cướp được bao gồm dụng cụ, loa đài, một cái bàn, một cái lều và điểm đến của hàng hóa chiến tranh là Ruskos ở Siberia. Đây là hình ảnh video do nhóm hacker Belarus chia sẻ cho thấy các hình ảnh quân đội Nga đóng gửi đồ cướp bóc được ở Ukraine về nước. Một người lính khác đã gửi phụ tùng của một chiếc xe máy điện cho gia đình anh ta tổng cộng lên tới 255 kg ở cùng một nơi. Ở vùng sâu nhất của Siberia là Koyet, trên biên giới với Kazakhstan, một người lính đã gửi 60 kg quần áo, pin và phụ tùng cho máy tính. Quần áo và dụng cụ đánh cá cũng được chuyển đến Mykolaiv ở phía tây Kharkiv của Nga. Nikolai cũng đã gửi tổng cộng tới 140 kg phụ tùng tới Ukraine, một thành phố ở viễn đông của Nga, phía bắc Vladimir Vostok. Ông ta cũng gửi tiếp là một hệ thống điều hòa không khí được đóng gói cẩn thận gửi đi. Và điều mà những tên trộm không hài lòng là tập thể hacker cũng đã công bố một loạt số điện thoại của gia đình và bạn bè của họ. Bây giờ họ đang phải lo sợ cho một câu hỏi rằng những thứ bị đánh cắp ở Ukraine có đến nơi an toàn hay không? Và họ có thể ngửi thấy mùi máu hay không? Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin gia đình Trịnh Văn Quyết gặp đại hạn, liên tiếp hai em gái bị tóm. Tập đoàn FEC của ông Trịnh Văn Quyết được xem là một tập đoàn lớn nhanh như thánh gióng. Rất nhiều người dân nghi ngờ về nguồn vốn góp vào tập đoàn này có nguồn gốc từ đâu. Tuy nhiên, cho đến nay, việc lớn mạnh bất thường của tập đoàn FEC được xem là chưa có lời giải thích. Giai đoạn lớn mạnh của tập đoàn được xem là thời kỳ cực thịnh của ông Trịnh Văn Quyết và gia đình. Khi ông Quyết bị bắt, nhiều người cho rằng thời kỳ đại hạn với gia đình ông đã đến. Dù có rất nhiều tiền, nhưng ông Quyết không thể mua cho mình sự an toàn và kết cục là phải vướng vào vòng lao lý. Chưa hết, người ta bắt ông chưa bao giờ lâu thì đến lượt các em gái của ông cũng bị sa lưới pháp luật. Như vậy, tính đến hôm nay thì gia đình ông Trịnh Văn Quyết đã có 3 người bị bắt. Và câu hỏi đặt ra là người đầu tiên sau ông Quyết bị bắt đó là ai vậy? Người đó chính là Trịnh Thị Minh Huế,
Trịnh Thị Minh Huế, theo thông tin từ Cổng Thông tin của Bộ Công an cho biết, vào ngày 2 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an C01 tiếp tục làm rõ hành vi tội của bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ kế toán tập đoàn FEC với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội là thao túng thị trường chứng khoán và ra quyết định khởi tố bị can số 100QĐ, lệnh bắt bị can để tạm giam số 31EB, thời hạn là 3 tháng đối với bà Trịnh Thị Minh Huế. Ngày 4 tháng 4 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 đã phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng theo quy định của pháp luật. Đây là hình ảnh thông tin bắt bà Trịnh Thị Minh Huế vào ngày 4 tháng 4. Trước đó vào ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an Việt Nam C01 đã tiến hành bắt ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC. Các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây như là tin sét đánh vào gia đình nhà ông Trịnh Văn Quyết. Những người bị bắt cũng đồng nghĩa với việc vai trò và quyền lực của họ tại FEC cũng chấm dứt và chuyển vai trò vào tay người khác. Tội thao túng thị trường chứng khoán là tội rất nặng ở các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chính quyền đã vẽ thêm nghị định chính phủ để phạt hành chính cho tội này. Vì thế nên, lần bán chui cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết vào năm 2017 đã chót lọt. Chính quyền đã không phạt tù ông Quyết lần đó, mà chỉ phạt hành chính có 65 triệu đồng. Một con số rất nhỏ so với hàng trăm tỷ đồng mà ông Quyết kiếm được từ lần bán chui cổ phiếu đó. Và người tiếp theo là ai? Sau khi Trịnh Thị Minh Huế bị bắt, thì ngày hôm sau, ngày 5 tháng 4, người em thứ hai của ông Trịnh Văn Quyết cũng bị bắt. Người này có tên là Trịnh Thị Thúy Nga. Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01 Bộ Công an cho biết họ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can đối với bà Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC. Bà Trịnh Thị Thúy Nga bị bắt để điều tra về tội danh cũng giống như anh trai của bà, đó là tội thao túng thị trường chứng khoán. Và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng theo quy định của pháp luật. Theo C01, quá trình điều tra mở rộng vụ án đã có căn cứ xác định bị can Trịnh Thị Thúy Nga có vai trò đồng phạm giúp sức cho anh trai thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Như vậy, cả ba anh em nhà Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế đều bị bắt liên quan đến tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Đây là hình ảnh thông tin bà Trịnh Thị Thúy Nga bị bắt giữ. Diễn biến vụ bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FEC, ông Trịnh Văn Quyết đã đưa bản thân ông và hai em gái vào tù. Trong phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, cổ phiếu FEC của tập đoàn này do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch giao dịch đột biến 135 triệu trên tổng số 710 triệu cổ phiếu lưu hành trên thị trường của FEC, tương đương gần 20%. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, website của tập đoàn FEC đăng tải thông tin ông Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu cũng từ ngày 10 tháng 1, tuy nhiên văn bản này đã đề ngày 5 tháng 1. Vài giờ sau, trang web của FEC đã đăng tiếp một văn bản khác thông báo ông Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu, nhưng thời gian từ ngày 14 tháng 1 sáng ngày 11 tháng 1. Cả hai văn bản này đều bị gỡ bỏ, trong khi đó trang web của host hay ủy ban chứng khoán đều không có hai văn bản này. Cũng trong sáng ngày 11 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, lúc 14 giờ 45 phút chiều ngày 10 tháng 1, Ủy ban đã nhận được báo cáo của host về việc ông Quyết bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FEC trong ngày 10 tháng 1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngay lập tức đã có văn bản chỉ đạo host phong tỏa mọi tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết, đồng thời hủy giao dịch bán chui 74,8 triệu cổ phiếu nói trên. Những nhà đầu tư nào khớp lệnh đúng với cổ phiếu của ông Quyết bán ra đều đã được hoàn lại tiền. Vào ngày 18 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định phạt tiền ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỷ đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng.
Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, người khiến hai em gái cũng phải vào tù. Sau khi mạng xã hội phản ứng mạnh với mức phạt quá nhẹ cho ông Trịnh Văn Quyết, thì cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã tiến hành điều tra, xác minh đối với ông Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC và Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tới ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06 QĐ và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng có liên quan. Và việc khởi tố ông Trịnh Văn Quyết hai lần trên cùng một tội được các nhà phân tích cho rằng đó là hành động vi hiến của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhà nước này chỉ là nhà nước pháp quyền giả tạo nên họ bất chấp. Họ vẫn làm những điều vi hiến như vậy từ trước đến nay. Bị chính quyền bất chấp hiến pháp triệt hạ ba thì xem ra ba anh em nhà Trịnh Văn Quyết không có cơ hội nhiều để giảm nhẹ